Sáng nay ngày 19 tháng 4, trong phiên họp quý 1 năm 2022, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc đã chỉ ra 3 điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đó là tăng trưởng đạt kết quả tốt và tăng đều ở cả ba khu vực, thu ngân sách đạt 39% dự toán, thu hút đầu tư có nhiều khả quan. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong quý 1 đạt 2,83%, đứng thứ 8 trên 13 tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 5 trên 8 tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhiều dự án giao thông quan trọng cũng được khởi công xây dựng như cầu Bắc qua sông Vàm Cỏ Tây thuộc tuyến đường vành đai thành phố Tân An, đường tỉnh 823D. Công tác thu ngân sách được tỉnh tập trung chỉ đạo, đến nay tổng thu ngân sách là hơn 6.800 tỷ đồng. Tuy 3 tháng đầu năm, Long An đã đạt được một số kết quả tích cực toàn diện trên các lĩnh vực. Song Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Úc cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra, công tác thu ngân sách chưa đồng bộ giữa các địa phương, công tác bồi thường cho vốn mặt bằng tại một số địa phương vẫn còn chậm, trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các sở ngành địa phương tập trung công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch theo hai kịch bản. Một là COVID-19 trở thành bệnh lưu hành, hai là sẵn sàng các biện pháp dự phòng khi xuất hiện tình huống mới. Tập trung công tác quy hoạch, triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi kinh tế, chú trọng ra soát, bám sát lãnh đạo thực hiện hiệu quả từng chỉ tiêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt lưu ý các địa phương trong công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án thuộc chương trình đột phá, công trình trọng điểm, nếu không đặt kế hoạch sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết. Đối với cái giải ngân đầu tư công thì đề nghị các chủ đầu tư, các chỉ quan tâm, các địa phương, các chỉ quan tâm cho công tác giải ngân đầu tư công. Chúng ta cũng thống nhất với nhau là trong 6 tháng đầu năm, chủ đầu tư nào, địa phương nào mà có danh mục không triển khai thì cắt danh mục đó. Chuyển tất cả các vốn cái cái nguồn ngân sách đó cho các danh mục đầu tư khác. Và chủ đầu tư đó sẽ chịu trách nhiệm với cái danh mục của mình. nhất nhau thế. Trong 6 tháng đầu năm chúng ta phải quyết tâm cái này anh chị. Trong lĩnh vực thu ngân sách thì các anh chị cố gắng củng cố lại kiện toàn lại ban chỉ đạo đông đốc thu ngân sách của của các địa phương và năm nay là chúng ta thống nhất nhau một điều địa phương nào thu không đạt thì ta phải cắt chi tương ứng theo đúng chỉ đạo của chính phủ ta thống nhất nhau như thế để chúng ta thấy rằng cái sự phấn đấu thu của các chỉ là nó rất là quan trọng bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cũng đề nghị các sở ngành địa phương sẽ chặt công tác quản lý đất đai kiểm soát việc chuyển mục đích sử dụng đất và tình trạng phân lô bán nền để nhanh tiến độ triển khai dự án nhà ở cho người thu nhập thấp công nhân, định hướng quy hoạch vùng nông nghiệp đảm bảo cung cầu, liên kết tiêu thụ hiệu quả, nhất là đối với cây thanh long. Đồng thời, chuẩn bị kế hoạch kỷ niệm 55 năm ngày Long An được phong tặng 8 chữ vàng, góp phần hướng đến mục tiêu chung của tỉnh là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022.